Đây là cây bông siêu to khổng lồ nè bà con. Hôm nay mình ra đây mình quay cái vườn bông siêu to khổng lồ. Có bao nhiêu mấy cái cây này mai mốt nó sẽ ra bông là đẹp lắm. Bây giờ nó mới là nụ thôi. Đó, cái cây đen đen đó là rất là cao nha. Để mình đi vô mình sẽ cho mọi người coi. Chị Michelle đâu? Camera action cho em coi. Trời ơi, mình đang tọt tay rồi, cầm vậy. Ừ, cái tay chị cầm vậy nè. Đó. Rồi, vô nha, chiếu từ gốc tới ngọn. Đây là cái cây bông siêu to khổng lồ đây. Mình sẽ leo vô đây. Bây giờ mình sẽ quay sát cho mọi người coi nha. Đây em mời xem. Đó, đây cũng có cây thiên tuế nè. Này. Đó, nhìn sát vô là nó mới có nụ 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 thôi nè. Đó, cao chưa? Cao dài thon luôn đó. Mai mốt nó ra bông mình sẽ trở lại nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ thôi, mai mốt nó ra bông là nó đẹp, màu vàng là đẹp lắm. Cây này có ba cái trụ vậy là mai mốt nó có ba cái bông đó. Nên đây là có những cái cây siêu to khổng lồ đó, đó là mấy cái nụ của nó. Đây có nguyên một chùm. Rồi, mình đi về. Đi làm neo, không biết anh ở làm sao mà đi làm neo bị ế ra đây đường đứng luôn rồi kìa. Phải coi lại cách anh ở đấy nha. Ồ, giống như ốc dừa dôi, chị Michelle nói là ốc dừa dôi. Trời, cây bông gì nè, nó đang là nụ đó, mai mốt rồi nó ra bông là thôi á. Nó cao lắm, bây giờ là, coi bây giờ là ngày bao nhiêu rồi Michelle? Hôm nay là 8 tây tháng 11 rồi nha, mình quay nó là tình trạng nó là đang cho cái nụ như vậy. Chết mẹ, quần của thằng nào làm rớt rồi Michelle ơi. Kìa. Có cái quần của thằng nào làm rớt đây rồi. Rồi đó là nó đang là tình trạng là nụ, mai mốt nó sẽ ra bông, mình sẽ quay là bông nó sẽ cao cao lắm. Wow, cái cây này nè, mấy cái cây này nó to dã man luôn đó, sao nó tốt dữ vậy nè. Quá trời to rồi, to lắm mọi người. Wow. Nhìn trong video thì nó không có to đâu, nhưng mà mình ở ngoài nó rất là to, to lắm. Cái cây này nè, to khổng lồ luôn. Ngay chỗ này là có bông siêu to khổng lồ. Cây này cũng siêu to khổng lồ luôn nè, mà nó không có bông. Mai mốt mình sẽ quay lại, khi nào nó nở bông đều đẹp hết mình sẽ quay lại. Bây giờ là nó mới còn nhỏ nhỏ thôi, mới còn ra nụ thôi. Ui da ơi, cái cây này nó đâm cho mà. Gì vậy? Má ơi, cây này nó đâm vô chắc chết quá, lòi phèo quá Michelle. Đó. Siêu to khổng lồ nha bà con. Chắc phải mấy tháng nữa không biết, nhớ hồi đó mình quay là chắc cũng mùa mấy tháng nữa nó sẽ ra. Mấy tháng giờ đang ra bút giờ mà không biết mấy tháng nữa nó sẽ để thì cứ để mình để ý nha. Wow, mấy cái cây nó to dễ sợ chưa. Wow, nhìn vậy chứ nó bự lắm, ở ngoài là to cao lắm á, cao hơn người mình luôn á. Nhìn trong mình quay lên tivi thì thấy nó thấp ha, đó mình đứng vô là đâu ăn thua gì, nó cao gấp mấy lần mình á, siêu to khổng lồ. Rồi cây này nó có trái nữa nha, để anh coi có trái nè, mình xem.
Wow, cây này cũng siêu to khổng lồ chứ mày xem quá trời. Giống trái cao nè, cây này nó có trái luôn nè. Hay chưa? Wow, có trái luôn mà ăn chắc không được đâu. Trái nó nè, anh vô cười hoài không nín luôn. Wow, hai cái cây này nè, hai cây này là to nhất trong đám này luôn đó Michelle. Cây này với cái cây đằng kia, quá trời nó to rồi. Nãy mình tưởng cây kia to nhưng mà cây này to hơn nữa. Ba cây này nè. Wow, đó cây này có trái. Mai mốt là hả? Nó ra bông là đẹp lắm. Khu vực này đẹp lắm. Siêu to khổng lồ nha. Nhưng mà đợi nó ra bông rất là đẹp. Năm ngoái ra bông vàng rồi, ong tới quá trời luôn ha. Giờ chưa thấy. Rồi, như vậy đi ha. Rồi mai mốt mình sẽ quay lại nha. Ok mọi người, bye bye nha. See you mấy tháng nữa.